chào các bé. Rất vui khi ngày hôm nay được chia sẻ với các bậc phụ huynh một phương pháp rất hiệu quả để dạy các con học ở nhà. Hết năm học này, các bé lớp 5 tuổi sẽ tạm biệt trường mầm non thân yêu để bước vào lớp 1. Rất nhiều các bậc phụ huynh đều mong muốn cho con em mình đọc thuộc hết các chữ cái. Xin kính mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung bé mới học chữ cái EE với những cách đơn giản để giúp các con nhận mặt chữ một cách nhanh nhất. Để việc hướng dẫn trẻ học và chơi hôm nay một cách hiệu quả, phụ huynh hãy chuẩn bị cho trẻ một số đồ dùng như sau. Thẻ chữ cái EE bình thường. Nếu gia đình nào không có thẻ chữ cái EE, các bậc phụ huynh có thể dùng bút đen to hoặc bút sắc màu để viết vào các tờ giấy hoặc các tấm bìa thẻ chữ cái EE như thế này. Ngoài ra, thì các bậc phụ huynh có thể cắt từ những tấm bìa hoặc là quyển sách cũ những chữ cái EE như thế này. Khi mà chuẩn bị xong thì các bậc phụ huynh cùng làm theo trình tự sau đây nhé. Các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn các con làm quen từng chữ cái một. Ví dụ như chữ cái E, trước hết các bậc phụ huynh hãy cầm chữ cái E và giơ lên đố trẻ. Đây là chữ cái gì? Nếu trẻ chưa biết thì phụ huynh sẽ giới thiệu cho trẻ biết đây là chữ cái E in thường. Sau đó cho trẻ phát âm E, E, E. Nếu trẻ chưa phát âm chính xác thì phụ huynh hãy sửa sai cho trẻ bằng cách là phát âm cùng với trẻ. Phụ huynh hãy cho trẻ cầm chữ E và giơ lên đọc E, E, E. Còn với chữ cái E thì các bậc phụ huynh cũng hướng dẫn tương tự như hướng dẫn chữ cái E và đọc là E, E, E. Để cho các con ghi nhớ được chữ cái E, E thì các bậc phụ huynh hãy dạy các con phân biệt điểm giống nhau, điểm khác nhau của hai chữ cái với các nhóm chữ cái khác, thì các bậc phụ huynh cũng hướng dẫn trẻ phân biệt tương tự như vậy. Để khắc sâu bài biểu tượng hai chữ cái này, phụ huynh có thể cho trẻ chơi một số trò chơi, ví dụ như trò chơi tìm chữ theo tên gọi. Các bậc phụ huynh hãy sắp xếp tất cả chữ cái E, E ra trước mặt và đố trẻ: con hãy tìm cho mẹ chữ cái E và giơ lên. Trẻ sẽ tìm nhanh chữ cái E, giơ lên và đọc E, E, E. Hoặc phụ huynh có thể viết ra các từ có chứa chữ cái E, E, ví dụ như là từ yêu mẹ. Sau đó cho trẻ dùng bút và tìm chữ cái E, E gạch chân chữ cái đó. Hoặc ví dụ như từ mẹ bé bé, phụ huynh cũng cho trẻ tìm chữ E, E và gạch chân. Ngoài những từ đấy ra thì phụ huynh có thể cho trẻ tìm những từ như que kem, xe đạp, quả lê, quả me. Ngoài ra, phụ huynh có thể cho trẻ tham khảo chữ cái trên kênh YouTube Kids Vui Từng Giờ với chữ cái E, E từ hột hạt, ví dụ như hạt lạc, hạt đỗ. Ngoài hai hạt này ra thì phụ huynh có thể dùng hạt na, hạt ngô hoặc là viên đá, viên sỏi. Khi hướng dẫn trẻ xếp chữ cái E từ hột hạt thì các bậc phụ huynh chú ý nhắc trẻ là xếp nét nằm ngang trước, sau đó mới đến nét cong hở phải. Và chú ý là khi xếp là xếp từng hạt một, xếp lần lượt. Và phụ huynh chú ý an toàn cho trẻ khi sử dụng hột hạt. Phụ huynh có thể hỏi trẻ là: con đang xếp chữ gì đây? Con xếp nét nào trước? Với chữ cái E thì phụ huynh cũng hướng dẫn trẻ tương tự như vậy, xếp nét nằm ngang trước, sau đó đến nét cong hở phải. Phụ huynh có thể hỏi trẻ: chữ E và chữ E có điểm gì giống và khác nhau? Chú ý là xếp lần lượt từng hạt một. Và cuối cùng là xếp dấu ngũ. Điều này sẽ giúp ích cho trẻ trong quá trình trẻ tập viết ở lớp 1. Trẻ sẽ không bị viết ngược.
Hy vọng với những chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh đã có thêm một cách để giúp trẻ học chữ cái EE đơn giản mà vẫn hiệu quả. Xin kính chào các bậc phụ huynh. Xin chào và hẹn gặp lại các con.